Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả này. Duy Khả chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khả sẽ sang lần bài boss, nhưng mà Khả không có livestream anh em. Tầm này thì server đánh qua đánh lại liên tục anh em, nên không thể live được. Nên là Khả quyết định làm video thôi mọi người. Nói chung lần này thì Khả sẽ đánh một nửa rương nè, phải đánh nửa rương để bài boss. Bắt này bắt 33. Mong rằng anh em ủng hộ bắt này hơn 100 like. Khả sẽ tiếp tục gom lượng bài boss và bêm cho anh em xem nha. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho nha. Nói chung là lệnh bài boss nó rất là tốn tiền nè, nên là mỗi khi xanh mà bị phá nó rất là ức chế. Hôm trước ban mình đang xanh bị người khác phá rồi, nên là nhiều anh em ban mình họ ức chế là họ đi phá người ta lại, phá qua phá lại, đâm ra giờ mình có xanh thì mình cũng rất khó xanh nè, vì nó đã mang cái tên ban mình đi phá người ta này nọ, nên là giờ mình xanh cũng rất là khó. Ok, nhưng mà đỡ video này Khải cố gắng xanh hết nhiêu này rồi tính sau nha nè. Rồi ok, anh em xem thì cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Vô anh em ơi, dứt. Rồi mình bán nguyên đồ đầy đủ các kiểu này đều đúng không? Vô. Rồi dứt boss thôi. Đủ con đường môn. Con đường môn Khải đánh là anh em hiểu rồi, cực kỳ nhanh luôn em. Tắt bao boss. Rồi tắt bao boss. Đợi làm đồ thôi, cái mình bán à. Mày mắng này, mày mắng này. Tập trung. Ai mắng bot, nông môn đâu, tập trung. Ăn cứ cười à. Khả nữa không biết nó có run không. Em đúng anh, em xác định chơi mà run vậy anh. Xác định chơi mà run vậy chứ. Thằng nào quên tăng lên. Rồi, đừng đâu. Chạy lên cầu đứng dưới ghế nè tăng. Rồi. Nhanh kinh hồn lắm. Chạy lên cầu này đứng dưới ghế nữa anh em. Rồi, đừng đâu. Hai thằng PD à mà đứng cạnh nhau. Đúng rồi anh, hai người đi mà sợ. Rồi bỏ chết. Mày bắn rồi nha anh em, sức bắn 12 như cũ, không có gì mới nha anh em, không có gì mới, không có gì lạ luôn. Mọc chết trước nè. Lâm đồ. Áo mọc, giỏi gì phèn vậy. Rồi kiếm mấy con hợp kim nha anh em. Hai cây vũ khí là được nha anh em. À, do bộ. Tốc 30 sát thương 40. Tốc 10 sát thương rồi, càng yếu ai. Tốc 42. Hai con hoàng kim rồi anh em ơi. Tốc 30 sát thương 42. Anh em ơi. Dù thả thì mấy con. Thầy ơi, em cho mỗi thi yên đam nhờ, hay còn con nào khác? Mừng mừng nhớ. Bắt đánh tập nhớ. Ok ạ. Ok. Ta đánh con đường môn. Lâm tiền. Lâm tiền. Lâm tiền. Kháng tất cả bao nhiêu đấy? Kháng tất cả. Úp, vừa nhìn thấy kháng tất cả 18 nữa sao anh em ạ? đói màu. Là nhiều rồi màu. Cờ nó sao? Cờ nó. Cờ mẹ đó. Không quan tâm. Cờ đó. Cờ nó quấn bot. Nó quấn hiền chết sao? Không sao đâu. Cứ thoải mái đi. Cờ nó đồ sát hiền nha. Ừ. Thoải mái đi. Má đi làm sao? Khi nào mà nó đồ sát thì mình lượm nó, còn nó không đồ sát là không cần lượm. Anh em hiểu không được không? Còn đó. Không dám luôn xanh. Tờ đồ máy. Kêu bán nó ra kìa, đổi màu xanh đi. Rồi, đổi đây, lượm. Không cần đồ sát đâu, đứng yên mày, không cần đồ sát đâu. Đứng yên đi. Nó đồ sát mình tự đánh. Nó đồ sát mình tự đánh thôi. Đứng yên cứ đi. Không cần, không cần. Không được, trong đó chỉ có Thi Yên. Có Thi Yên mới đánh được thôi. Thì là đồ sát thì có sao đây? Đúng rồi, quốc thì có sao đây? Anh em bằng lại sát lên, thịt cơ tèo đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Ơi, từ nha. Từ nha, chuyện... Đừng đô sát nha, anh Cải đang mau mong sáng nữa. Cả đang kháng màu rồi. Cái bọc, cái bắp của ai phụ về đi. Thôi, cả đang luôn anh em ơi. Cứ đỡ đá đi, nó ra không kiểu đó mà, cái cũng này cũng được mà. Rồi. Ồ, má bén dữ ta. Hai được 10 con đứng tiếp anh em ơi. Ơ sao lại còn có ông nào cũng thả lôi đi kia. Bật tí học tí. Rồi ok đứng im đó. Cái rồi ok hết đồ nha, đợi chút nha. Báo tơ đây. Đây. Tiếp tục đi vòng khác thôi. Chia thành đi anh em ơi. Cái bó đồ rồi coi. Không, nó phá thì mình hết cũng bót thôi chứ có mất mẹ gì đâu mà sợ. Không bỏ. Yeah, phụ hết chia thành đây, không cần làm nữa. Anh em phụ hết chia thành đi. Đông, lá chân sức, ui má chân sức mạnh 14, sinh lực, nội lực. Ngọc bội, tầm này là đỡ chân sức là đỡ ép yên tinh anh em, không bán nữa anh em ơi, mấy hồn phí quá. Không bán sốt hết. Ui, giá trị kháng độc 24, nghe mới được nè. 17. Kháng độc 24 ngon nè.
Được. Trời, sinh lực cao đủ sinh. Quay. Má tôi hồi kim sinh lực nội lực cao không? Cái kia dưỡng kim ngon kìa anh. Má ngon này chứ, cái này ngon này chứ. Được rồi, được vài món ngon này khai cắt anh em ơi. Đây này, cắt một số đồ ngon này. Mấy cái kia để giáp hiện tinh liền luôn nha, nè, khó chặt rương nha. 2, 4 rồi. Phải có cái dương 2 đấy à, phải không nhỉ? Có chứ, em mở đường 2 mà. Anh em đứng thẳng ở đây nè em ơi, dìa thẳng ở đây. Rồi. Sức mạnh 14 mà anh thua. Tí nữa ông cho người 3 món đó, hơn chùi nhân phẩm của anh em ra, ra 3 ngon hay không? Sức mạnh. Rồi, đây sức mạnh. Anh bảo là Hồng Kiệt ơi, có đó không? Nhân ok phẩm, cái bơm rác này mày. Đứng thẳng cho anh em phố đây. Có tăng đạn đồ sát kìa Tăng ơi. Nè. Anh em lên lại, anh em lên lại đứng ngay cầu đi, anh em lên lại đứng ngay cầu đi, không cần làm gì đâu. Đứng ngay cầu lại đi. Hãy hiếp tin anh em ơi. Chọc rưa anh em. Ôi, 10 dạng nè. Đang đi bến đi ở nào, hôm nay ra bến tàu á. Quyền tinh mọc nha. Hả? Quyền tinh mọc nha, ép quyền tinh mọc thôi. Quyền tinh nào chả được em. Ai nè một con. Ở đâu thiếu 10 dạng, từ. Đâu, ơ bệnh. Đây, ép mai đỡ chặt rương nè, mấy người rác hôm mấy hôm trước mình vứt sốt quá trời luôn nè. Từ rồi. Quá trời luôn nè. Viên 2, tiếp tục. Lên, ép 1. Ép mẹ mày đi. Em mua giùm thôi, không ăn lời đó. Mua gương cho giờ Phong, mua em mua gương cho. Rồi, tiếp tục ba lần anh em ơi, tiếp tục ba lần đánh tiếp anh em ơi. Thẳng lần ba con đánh nhanh thôi anh em ơi. Em lừa mà anh có lần học kỳ phố hết rồi. Hả? Ra bánh tàu nè. Ra bánh tàu, bây giờ anh em đổi vị trí vào bánh tàu đi anh em ơi. Ra bánh tàu đi anh em ơi, tất cả ra bánh tàu đi anh em ơi. Giờ nó đứng ở đây để tăng đồ sát hết cho, trời ơi, đụng má tụi nó không chủ gì. Không cần đồ sát đâu, bung mà ca chi cũng cần đâu Tăng ơi, cứ thằng nào đồ sát mình lụm thôi, không cần đồ sát đâu. Sao mà bung được Tăng? Ra bánh tàu đi, tất cả anh em ra bánh tàu đi. Bên đó có bản đồ sát đâu. Không cần đồ sát Tăng, nói chung là không cần đâu. Mà Tăng mà cây thằng kia quá thì cứ đồ sát thoải mái. Còn bên này anh em không cần đồ sát đâu, thằng nào đồ sát mình lụm. Đó. Người ta tìm có tàu, bung mê ca rồi. Lên em. Ác của ông nào vừa mới chết bung PK bao nhiêu đồ rơi đất này? Có tao thì có tao. Muốn cho chất bả luôn em. Nó đổ xác lên là PK 4 nhé. Cứ cho nó rớt đồ thôi, vấn đề đâu. Vô hết bên tàu này em ơi. Khải sẽ vị trí đứng ngay. Đứng ngoài nè, đứng một cục ở ngoài nè. Đúng rồi, đứng hết cục ngoài, Khải đứng bên trong thôi. Đứng hết cục ngoài đây. Đúng rồi. Nó bật đồ xác lên là té liền. Mỗi người một thằng. Coi đang đợi nhau nó nha. Chỉ cần nó bật đồ xác là nó nằm nữa mà. Vấn đề đâu. Rồi tiếp tục đang lên con thả boss đem từ chút. Nói chung đánh nhanh lắm, thả 4 con lần đánh được rẹt luôn à. À 3 giờ hả Khải? Hử, bến tàu 12 giờ, bến tàu 12 giờ. Rồi ok, để lên chặn cửa rồi luôn nè. Không, chỗ này có cửa mà, chỗ này có cửa này, lên đây đi. Lên đây đi. Này có cửa này. Rồi Khải đứng ở đây, Khải đánh auto nhanh không mà. Thả đi. À đây con Thúy Yên boss đang thả lên, đang chạy lên, đợi chút. Thả tiếp tục đợi chút anh em ơi. Nói chung cứ thoải mái đi mà. Thoải mái đi anh em, lượm đồ. Lượm đi. Này. Đi chạy vòng ra. Ồ má, ngon đó quá. Ủa rồi, sức nhiều thế. Nhiều mà em, cứ đứng đó. Ui. Tí nữa cho anh em người bà gái mở đi tìm nhân phẩm nha. Nó ra vậy. Không có. Có đó. Thằng ấy kìa. Cứ ngừng 3 cái là đi thử test trong khoảng nha anh em. Ồ, thì hay đấy. Rồi đấy. Rồi, đứng chơi đây, cũng làm gì hết đó. Má, sao quýnh đi chúng ta? Nhà nào, quýnh nhà nào? Rẹt. Nghe xinh đẹp quen nào, đồ sáng nghe xinh đẹp gái.
Đây đủ má mày. Tao nói tao thấy mày, tao ngứa mắt quá rồi. Thịt cụ mày. Mô đá, okay. Rồi ok. Tao thấy mày ngứa mắt quá, thì có tao qua đây. Thì có tao này anh em. Tao thấy mày ngứa mắt quá. Đổi màu kìa. Đổi màu, đổi màu. Đây đây đây, cứ từ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Lụm nó. Lụm nó, lụm cái đầu chó đó, lụm cái đầu chó đó. Không hết rồi, xong rồi. Rồi ok. Ui, chết rồi kìa. Không có chết được. Để mất đi. Rồi ok. Rồi xong anh em, xong boss rồi, Cứ từ bình tĩnh nè. Ôi. Thì nó. Áo cà cà màu xanh ta. Hai cái áo à. Hai cái áo anh thua. Giờ bơ tơ, tính tiền kiếm tôi. Nghe. Con mẹ mày, đủ má mày. Mày qua bên băng kia thì mày nói xấu băng này, mày qua bên này mà nói xấu băng kia. Tao muốn cho mày yên quần luôn. Thấy ra 3 giờ thả ai đi Khải ơi, 3 giờ thả đi mày nè con. Thầy bó đồ ạ. Đó, nó mới vui nè. Áo, shop nè. Shop nè. Đã lưng shop. Chủ yếu sang trang sức với ba cái đồ này, tầm này mới thua. Ngáo rồi bởi tơ rồi nè. Đỡ màu xanh nha, nó cứ dí theo màu xanh cả ngáo luôn nè. Có ông quýnh tính đi mà nó cứ... Rồi. Thôi bói rồi nè mà. Chặt tao nè. Trời nó dày làm nhận làm chậm 20. Trời mấy hai cái nhận làm chậm 20 vãi luôn. Tiên ghé mà đồ chặt bố. Giờ chưa làm chậm 30. Ngọc bọn cái lối 24. À, một nhận làm chậm 40. Có tiền, đậu xanh về tiền. Được một cái này nè, đừng có đéo có nỗ lực trời. Đủ rồi. Xin lực không em? Có mình xin lực, đừng buông xài nè. Nhẫn anh cũng xì đa. Bán không. Dư cái này thôi Tân ơi, Tân bán đỡ rẻ cho lắm mà xài. Để Tân kêu. Ok. Dư hai cái nhẫn 520 này, xe trong ba chiếc chắn cần này, ai cần không anh em? Cho xe cái này, cho xe như này anh em ơi, hai chiếc lận. Hử? Ok em ơi, rồi tới. Rồi ấn tăng thường nó mua rồi. Nè anh em dư hai món này cho xe nè anh em ơi, hai món này cho xe nè, ai lái không anh em? Cái này là lái cho xe nha, anh em đừng có lái mà anh em đi đó, ép hiền tinh nha anh em. Đó, xe mang đường này anh em. Ừ, thiệt á, cái này đỡ xe mang đường này. Đồ sáng nó muốn chết mẹ tụi nó đâu. Chơi không cần đâu em, lên bơ ca chứ em. Ông nậu đó. Ra đi, để tao vào xác thôi anh em, lên bơ ca anh em, ra đi. Rút lại ngay cận, đứng chơi đi, thằng nào ra mình quýnh thôi anh em, đứng chơi đi, thằng nào đồ sáng mình quýnh thôi. Đâu rồi, xuống nghiệm một điếu ra rồi, về Tương Dương bắn ngựa này, bước cho nè. Xuống nghiệm một điếu ra, Tương Dương bắn ngựa đây. Rút lên nè, bỏ mấy đứa lò xét nữa. Đúng nào, hai con phải quýt nhau. Cái này là cho nha, cái này là cho, không đi ép thằng Tinh nha. Còn đừng ép thằng Tinh nha anh em, cái này là đang trong bang xài được, đừng nên ép nha. Giúp giờ đi. Giao dịch 6.000 một điếu, giao dịch đi. Đó, tôi cho ông này 3 món luôn này. Đấy, 2 món 520 này. Sinh lực, lực các kiểu này, gia chiên 530 này. Đó, cái đó cho xe nha. Đậu mẹ, nó kêu là anh Khải ơi, em qua bên này em cho vui thôi. Em, anh lỡ, em lỡ giết anh đừng có hấp buồn em nha. Buồn con mẹ mà, chứ buồn. Đậu mẹ mà, chứ buồn. Mày mà khôn chứ. Qua bên này thì định bên kia, qua bên kia định bên này. Khùng như chó. Rồi em chưa ba twin hả? Ừ. Ra 3 giờ hả? Ok. Rồi lên đợi tí nè. Rồi tất cả phùi ba lan lên em ơi, không đứng nữa. Tất cả phùi ba lan đi. Giờ tất cả anh em đứng ba lan đây một mình. Giờ này nè, anh em nghe em nè. Tất cả em đứng ba lan đây, anh em không cần đi đâu hết, một mình em đi thôi, ok chưa? Anh em cứ đứng yên một chỗ đây, không đi đâu hết, ok chưa? Giờ một mình em đi thôi, ok chưa? Để em đánh lật hướng nó nha anh em cứ đứng bên trong hết nha anh em đi. Em sang thêm tầm chục con nữa xong rồi, còn đâu nữa anh em đánh nãy rồi, 15 con rồi. Thả nhanh đâu anh em, 15 con nữa xong với máy nè em. Rẹt, đậu rồi. Anh em đứng hết bên trong em đi. Cậu ba hết anh em. Anh em đứng hết bên trong không cần gì đâu, đừng di chuyển em theo em làm gì. Em thả bên ngoài em đánh cũng được mà. Không cần di chuyển theo em đâu. Đứng hết bên trong đi. Đứng hết trong đây. Rồi đứng hết trong em đây, không cần ra nha anh em, không cần ra nha mọi người. Không cần ra đâu. Rồi vô góc à. Rồi.
Ở đây này. Rớt này 10 vàng là mấy em? Không, bây giờ anh cài thả một cái, anh em chạy một góc hả? Không cần chạy đâu, giờ anh em rớt hết thành đây, không cần chạy đâu. Rồi, ok. Góc hạp nó theo. Đã lùm đồ giờ mà. Rồi, tiếp tục anh em. Thiệt là có đường bóng đánh nhanh lắm, cực kỳ nhanh luôn anh em. Phẹt. Nhiệt độ. Đó. Vậy cũng cho đi tìm luôn, tìm được mới ra, mới ra mới lại. Nó đang đi tìm, nó đang đi tìm. Ok, cho tìm đi. Sống này em phù gì vậy? Đang đi tìm mấy hòn đảo ta. Đâu vậy? Chơi mà sợ gì? Anh này nó chạy đang chạy hướng Nam Nhật cắt đống nè. Đang theo đó. Rồi. À, cứ đứng liền công đây em, nó đồ sát dứt thôi. Đồ, bây giờ nó chạy giữ mấy tàu nha, nó đi, giữ mấy tàu. Cửa giấy đây, cửa giấy đây. Thấy rồi, giờ thấy rồi nè. Chết giờ mà. Đang chạy giữ mấy tàu thiên dương vang nha. Rồi, bót chết, hết bót. Chết hết bót nữa là gì mà qua, qua chả có mẹ gì mà đâu coi. Qua không chả cái gì nữa mà coi. Cứng này đằng nào đồ sắt là lụm thôi em, không cần làm nữa. Rồi hết bot nữa anh đâu. Anh đây. Anh đây. Yeah. Yeah. Không làm nữa đó. Đó. Làm gì tao. Chả làm được gì tao đó. Rồi tiếp tục. Còn chiến đấu đủ má em chín lên, em chín lên, em chín lên. Đẹp văng. Nga đẹp cung quê ca. Nào em chín lên. Sốp. Sốp. Thôi tiền, thôi tiền. Đồ đai lưng ngon, đai lưng ngon. Tiền như thôi này, tiền như thôi này. Thôi tiền này, thôi tiền này. Sốp. 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 Tin con đèo, tin con đèo. Ok. Được 2, 3 chân sức không có gì nè em ơi. Tiếp tục nè em ơi. Lên. Được một đai lưng thời gian chúng động đi hướng ngon này nè. Một đai lưng. Rồi tiếp tục anh em ơi. Giờ này cũng có tiền rồi. Một vào tay kháng lôi 28, sinh lực nội lực nha em. À, giải thì được. Sinh lực nội lực 9x 10x nha em. Rồi được. Gì? Cái nào? Bao tay, bao tay nè. Em xin cho mày em. Mày em trả giá đi. Khải, Khải ơi, Khải ơi. Hả? Anh bảo này. Em đưa cho anh em ba món trang sức để ép tìm nhân phẩm chưa? Chuẩn bị chi anh? Nhưng mà anh bảo này, bây giờ như này, ví dụ như em có một dương như vậy, là ví dụ như là có 11 tên ép. Thì bây giờ em ép luôn, nhưng mà cho các ông ấy đăng ký là ông này là tên mấy. À ok. Tên mấy. Rồi ok ok. Là ai cũng được xem livestream. Đúng rồi. Rồi ok, rồi tiếp tục anh em, được không? Rồi quên tiếp anh em. Không ngại đâu. Có đó. Chạy về hướng anh em ra dẫn nó chạy về hướng 9 giờ đây. Anh em ra dẫn nó chạy về hướng 9 giờ đây. Anh em auto ra. Anh em ra bên tàu ra 9 giờ, né cái hướng Khải ra là được. Hiểu không? Anh em chạy ra hết 9 giờ bên tàu này nọ đây, chạy sao miệng sao anh em cảm thấy. Anh em lừa được nó là được. Đó, vui anh em, đâu đánh boss mà vui chứ. Chạy hướng lên bên tàu, chạy hướng lên bên vui thật đấy. Đẹp vui vậy luôn. Chết tìm. Chờ chứng tim này rồi, giờ nó biết mình mới lạ luôn á. Nó thiệt anh em, đồ nó biết em chỗ này em bình luôn á. Trừ khi nó sờ bay. Đúng không? Nói biết em chỗ này à, em lầm đồ ngay. Đẹp rẹt 30 giây luôn nè. Nó đang đi thường thức 12 giờ, tính tiền anh đi thường thức 12 giờ. Đẹp 30 giây luôn nè. Dắt hướng nào tìm đi ốc quên, chạy theo cho vui không? Anh em dắt nó đi, dắt mà 9 giờ bài này nọ đây. Dắt thoải mái đi nè, nó đồ đạc rất thứ mẹ kìa. Đồ đạc rất thứ bài vậy đây, lầm. Đó, thấy chưa? Nên thấy nhạc hả chưa? Nhạc hết, không được đâu mà, không nhạc. Thầy nói đâu rồi ta? Từ, chết mẹ là con đường Thúy Yên chạy đâu rồi. Đem đồ hả? Đó, nó phù vậy. Đem nó dưới đây, đỡ, nghề mà không có ai khả không được. Đem dắt nó đây đi. Từ, đậu xanh má cái con Thúy Yên.
Giờ cái này mà. Anh thấy con Duyên nó vẫn đứng đây mà. Thế nhưng em nó chạy bị ngáo rồi. Để nó mất kìa. Nhặt đồ đi em, không có mất. Nhặt đồ đi không có mất. Con Duyên nó bị chạy về thành mẹ rồi. Để chút. Đâu nó vẫn đứng đây. Nó chạy về thành rồi. Thì ra đứng nhặt tất cả rồi nó nhặt ha. Ừ. Rồi nhặt rồi, Hương Nam. Tao, tao thi ra bên tao. Nó chạy những hướng nha, nó nhận được cái lông đường chào, những chính dân chào người đảo nè. Ok, bước xuống luôn, vành, bước xuống luôn. Bước đây. Nó ra bên phao, ao với trường. Nó đang chạy mấy cái đảo nè, nó đang qua mấy cái đảo kiếm nè. Đủ xanh má cái vị tiêu, sát thương 99%, căng banh, loi sát 21 điểm. Má, bả nói thiệt. Nó ra đâu nha. Ra gì mà, hết rồi, còn có mẹ đâu mà ra. Tuổi gì mà ra. Nó làm cái gì? Rồi phô. Làm con cạnh gì? Đi. Đi. Nè con cục cức quá. Đi húp cức hả? Đi húp cức hả? Phá con cạnh chứ được. Đi húp cức hả? Đi theo húp cức hả? Tao gơ tự hiểu đó. Mày tuổi lâu. Anh em chạy qua cổng đem mặt cháu nè. Mà chạy làm gì anh Khải đang sống chứ? Sống rồi mà, nó tuổi gì mà phát là tao không? Dạ. Giờ tao phu vê cho nó cái. Dạ dạ đúng rồi, làm mẹ đâu. Phu vê. À anh thấy không, đồ mình không cần anh em đài nữa đó. Anh em cứ đứng thoải mái, em tự mình em đi cũng được đó. Mình tiếp tục. Cãi nhìn lên đầu à, rồi có tàu nó nói gì kìa. Nói gì, cậu mẹ nói đi anh, quan trọng rồi đâu. Còn 5 lệnh bài nữa thôi, quất 5 cái nữa xong giờ. Đánh thuê không ạ? Ngọc bò 540, gia chiên 540, anh em này cần xe lái được này. Thôi đánh cái đường nào mà đánh thơ em, lần này đánh cái đường nào mà thơ. Em còn giữ 5 lệnh bài mới ăn y bình. Này ra là dưới nó quýnh tê tù đó, thấy không, thấy khó không? Không đánh được đâu. Anh liều mạng, anh đánh anh vui chứ bọn anh mất không quan trọng nữa nè. Gồm bữa giờ rồi. Ngọc bội nè, trời ơi, hai ngọc bội đẹp quá luôn. Dư ngọc bội nè em ơi, dư một cái ai mua BM nha. Dư, cái 40. Dòng 1, ai cần BM. Rồi tiếp tục. Đừng bôn xài được chứ. Ngọc bội đó đừng bôn xài là sẽ xài đai lưng phòng thủ, bao tay phòng thủ đấy. Ngọc bội đấy đừng bôn xài đó. Khải xài là Khải đừng bôn nó xài cái gì. Khải xài là xài đừng bôn nó xài cái gì. Rồi đai lưng 500 số, bao tay số. Rồi tiếp tục. Còn hơn 10 làm bài bot nữa. Thương Dương bắn người đi em. Rồi em được không? Này giờ đi tạch nhân phẩm à? Ừ, cho em test nhân phẩm đó. Đó, có 13 cái thôi. 13 cái, test sau test. Em ra cái viên nào em hướng viên đó. Dạ thôi. Rồi, mình còn được một bộ. Mình đi ép. Rồi, tuần sau mình được thì mình cho thêm người, hai người nữa xong rồi nè. Viên 1 là được 200 xu cho anh em nè. Viên 1 là... Viên 3 là 400 xu cho anh em nè. Bờ đê. Mở lên. À quên, cái dịch chuyển cũng 40 làm chậm đúng không? Ờ, dịch chuyển 40 đúng không ạ? Ừ. Rồi, đây một coi. Cái dịch này cho xe này anh em, ai cần cái này em cho, đấy cho xe mang nè mày. Cho, đấy, cho xe mang nè. Này cho anh em. Con Nga xinh đẹp nó vẫn đang chạy lòng quanh Ba Lan nó tìm em ạ. Dạ mà nó kêu em là em qua đây cho vui, anh đừng có buồn em nha. Đầu mày buồn mà mày có dí tao mà quýnh tao hả? Mày mà để tao dí tao quýnh mày lại. Buồn lắm. Hơn là chưa đưa nó 3 kim đấy. Đúng rồi, hơn là chưa đưa nó 3 kim ấy. Nó là buồn. Phải đưa nó 3 kim rồi. Cái ông Cái mà đưa nó 3 kim giờ nó cười là ông Cái rồi. Ừ. Sao nó chưa cười đâu, bảo ngu à. Rồi đi ép em ơi. Ôi,
Vô làm món nè. Dạ, thiếu 10 dạng nè. Dừng 1, ok. Cố gắng kiếm hiện tinh nha anh em. Nó ra khoảng tầm 30. Tiếp tục anh em. Không, bây giờ bây giờ này có mấy viên phúc duyên đó. Tiếp tục. Anh em có gì ở đây? Em đi nhà lòng vòng tự đánh được mà. Gần gì đâu. Bây giờ cho nhỉ. Đập 1 viên 1, 6 viên phúc duyên vào. Nghe xỉ rồi thôi. Đéo phải ngán. Má ớn dữ nè. Đập. Ok. Quất. Xỉ rồi thôi. Bọt lên xem trong khoảng băng bao nhiêu đấy. Cái thằng kia nó lại ra kìa. Ừ, cỡ nó anh. Đây ra kìa. Không sao, hết rồi, hết boss rồi. Hết boss rồi, còn mẹ đâu. Ghê, bọt cây nó lên xem tên nào kìa. Bọt cây nó kháng băng bao nhiêu rồi? Dạ, cây rồi em này. Không, cây kháng băng ấy bao nhiêu rồi, ép bao nhiêu kháng băng rồi? 25 kháng băng. 25 kháng băng. Giờ 40 giờ nó đẹp luôn. Ý nói là cho hàng mát cho nó đẹp luôn á. Nói chung là cây dao kháng độc này nó cũng chưa, nó không cũng ai, không bỏ đồ này lắm ở một đẹp đô thôi đâu. Đập xịt rồi thôi, xịt ít trong 30. Ai, có ít đồ. Thôi, mũi mang này thính lắm nè em, yếu cục cức nào là bu kiểu đó liền nè em, nhanh lắm. Áo, sốp, nón, sốp. Rồi, nón 540, làm phôi được nha. Rồi, áo nữa, phục hồi, không qua phục hồi. Dây. Còn đấy với cái dây chuyền à, bao tay sinh lực cao này, phôi này. Không để làm phôi em ơi. Trời ơi, nhắn 530 đầu, 40 là có tiền rồi. 30 hình như có ông nào trong bang đang xin ấy, em post bang nó có ông nào xin. Đây. Đâu lỗ ép luôn hử? Rớt bỏ với anh biết sao? Nói chung là anh nó gọi là cấp đó, ok anh cậu ngàn năm điều nói hay đấy, muốn ép đồ mặc ở phải đi xin đồ chứ đừng thật ép của mình. Lúc rồi bữa giờ lấy. Em toàn chọn không mà lấy quá nổi thế đờ được cứ chóc nhau vào mà anh chấu ngàn thì chóc em vào nè. Ghê ơi, em ép có 2 phút riêng à? Chả ok, em có 2 phút riêng nè. Anh em đi kiếm hơn 3 giờ. Sinh lực này á, nó chả có công thức nào đâu. Nó vẫn định hên xuôi đấy, tùy vào phải. Sinh lực nội lực là cứ hiện tinh một và chặt đóng hầu giống có gì mà sợ đó. Nhật đô. Đừng có đùa. Cái sinh lực nội lực ấy thì phải chọn cái phối cho cao vào. Chứ chọn phối thấp nó vẫn ra thấp à. Được chơi còi server kia ép đồ tìm. Bên đó này, bên đó. Ôi, 178 cũng dễ kiếm mà ông không? Né 6 giờ ra được, né 6 giờ ra được nha. Ý là thế, ý là kiếm mày không khó. Đâu mà ra cỡ đó. Làm hai con này. Chạy ra em ơi, chạy ra. Cho anh kéo thoải mái, chạy kéo thoải mái. Ăn xong này xong giờ. Thấy rồi. Mà thấy được có một thằng à, không sao, anh ăn được. Anh ăn được. Anh ăn được gì đâu. Anh ăn được, thoải mái. Cho đồ đặng từ lương với. Đồ sắc cũng cho mày bắn đồ sắc luôn. Sao đây. Thả cần ra không? Không cần rồi em. Ra đi còn 2 con mà, ra đi. Thả đồ con băng, ra đây. Ra đây thả đồ con băng. 1.7, 2, 15 ra đây. Nói vô đây là ăn xịt nữa mà. Ra đi anh em, Vô rồi, chạy ra đây. Em, thằng nào bọc đồ sát rồi em. Thì có tàu này ra đây xịt nó đây. Mày bọc đồ sát. Bọc đồ sát, bọc ông ngoại mày. Bọc đồ sát lên. À, đứng nói dạng này. Bọc đồ sát lên. Đúng rồi, đúng rồi.
đông vậy, đủa con cuối cùng bị phá rồi. Ra đây ra, bắt đồ, bắt đồ. Ra đây ra quốc nó lên, hiện tại con boss chưa chết được đâu, Khải có thứ yên mà đánh được. Sốt nè, sốt nè, ra đây nè, kim sốt nè, sốt nè, sốt nè, sốt nè, ngọc bội thổ lực cao, bao tay sốt, nói chung là lên 130 không có gì. Ok, ra tiếp tục. Bỏ chiến đấu thôi, không cần đồ sát đâu, chiến đấu thôi, không cần gì đồ sát đâu. Đó, cho nó vui nè. Cứ bật chiến đấu lên, hiện tại con boss không thằng nào đụng đâu. Con boss không thằng nào quýt đâu. Bật chiến đấu lên. Còn rảnh thì quýt boss đi, anh em giết được nó rồi, quýt boss đi. Quýt boss đi, chết không được. Bó không được mà, bó được đâu. Hàng bất thường mà. Rồi, Khải chạy ra tiếp. Gì đâu mà cứ dám mình làm theo. Hai bất thường mà, có được trang sức thì anh em lấy không thôi. Nói chung là đi sang chỗ nào nó cũng bu vô đó, anh em vui lắm nè. Chung là được một nhẫn 540, một cái bộ 540, rồi một bao tay kháng lôi 28, một ngọc bội kháng lôi 24. Nói chung là được siêu phẩm cũng khá là nhiều nè. 30 lần bài boss mà được lại ít cũng khá là ok. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi. Ok thôi gì. Đó giờ thôi có gì đâu. Nó kháng lôi 27 cho C. Rồi, nói chung là chốt đồ thì được đồ anh em ơi. Đây. 30 lần bài boss thì nói chung là cũng vừa đánh vừa chạy, vừa đánh vừa chạy khá là vui. Được một cái ngọc bội làm chậm anh em. Đây, một làm chậm hàng nô. Đây, hàng nô 1. Một cái này. Một cái nhẫn này anh em, nhẫn 540 nữa này. Hai cái này. Một ngọc bội kháng lôi 24 này. Một bộ tay kháng lôi 28 này. Đó. Rồi. Ngọc bội kháng lôi 30, 530 cũng thua. Rồi, ok, được thêm một món nữa anh em ơi. Hãy để ép con này đi. Chủ yếu là đi sang kiếm hiền tinh thôi nè. Tính tiền nó ra nè. Hết rồi mà, ra chơi nữa. Ra ra, ra là gì? Tính tiền xong giờ ra rửa chén hả? Ra nè. Đâu mày. Hết mà ra nữa. Hết mà ra làm cái gì? Đây. Ép này nè. Kiếm hiền tinh rồi. Nếu chưa được viên hiền tinh là 3 luôn rồi nè. Đủ tầm 1, 2, 0. Má làm mua rương báo à. Không chạy ra luôn, có cần mua máu không chi. Ra bên bên đông là nó ủi ủi nó là nó đụng qua. Này. Phôi vậy nè. Trời, dương 1, nãy được 7, 8 dương 1 rồi. Rồi, hết rồi. Phải cái nhẫn làm chậm nó máy lên phải. Làm chậm thằng Tăng với ấy mua thằng nào mua đưa giá này. Ok anh em xem video bắt 33 này đừng quên ủng hộ cho Ban Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Một like chia sẻ cho ủng hộ nha. Tặng hỏi cho em đó.